Dạ hello anh chị, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bà con nhé. Hôm nay Trần Anh về tiếp con Matiz 206 là gì ạ? Con là dòng xe SE bản số 49E15481 nha. Đây là chiếc xe gia đình, không có một xíu dịch vụ đâu anh chị nha. Đó, sơn bây giờ Trần Anh cũng đã dầm vé rồi, làm đẹp đưa vô salon rồi nhé. Đời 206, 4 vỏ được 70%. Chủ nhà là tích hợp lên mâm rồi. Biểu tượng SE là màu đỏ bọc đô anh chị ạ. Rất là liền lạc, không có dấu hiệu lực cứng đụng tôn ve nhé. Đây là ốp body, ốp body bên hai bên hông nè. Đó chị coi nhìn đẹp không? Form dáng nhỏ gọn lắm. Con này 0.8 mức độ tiêu hao nhiên liệu, con này nó nằm tầm 5 lít thôi, chưa tới 5 lít đâu, 4 lít trên 100 km thôi. Chưa được 1 chấm nữa mà có 3 máy à. Dòng Matiz SE là trước kính bóng sau là quay tay. Đồng sơn phong dáng không một vết trời luôn nha anh chị nha. Tai nạn chị coi vỏ nè. Đó, mâm là mới keng xà beng luôn, 4 vỏ nè. 4 vỏ rất mới gầm bệ ở trong nè. Không có một xíu mục mọt nha. Dòng này là dòng ghế nỉ anh chị ạ. Ghế nỉ nguyên riêng theo xe nhá. Tai nạn chị. Đó, chị thấy ghế nỉ không? Rất là sạch sẽ. Tai nỉ màu xanh rì à. Nhìn cái chất xe nó còn rất là đẹp. Quan trọng mua xe anh chị nhìn vào cái chiếc xe nữa nhá. Nhìn nội thất đồng sơn nó liền lẹt là ok. Đây là những sóng lường nè, không có dấu hiệu tác động tông vai trên chiếc xe đâu nhá. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè anh chị ạ. Đây là keo chỉ bốn cánh nè. Mờ thế. Đó, chị thấy keo chỉ bốn cánh không? Đều như nhau nhá. Chất đóng cửa rất là liền lẹt nhá. Phong dáng trong là ghế nỉ hết toàn bộ nè. Đó, phần tắp lô đây là phần tắp lô là những cái vân gai nè, không có dấu hiệu bị phai mờ luôn nhé. Đó thì thấy những cái vân gai chưa, đẹp len keng từ phần tắp bi cũng vậy nè, đẹp như nhau nhé. Đó, đây là phần keo chỉ rim theo xe nè. Các chị thấy bốn cánh chưa? Đẹp lắm. Trước kính bóng sau là quay tay. Hôm nay Trần Anh không dùng cây kim ba cho nó hơi rung nha. Thế này anh chị coi phần ghế nỉ bên phụ nè. Không có dưới là mục mọt hay là rách rưới gì nha. Con số nguyên rim theo xe nè anh chị nè. Đây là con số của Matiz nè. Dòng này chỉ trang bị một cái đầu CD nghe nhạc thông thường thôi. Kèm theo là mốt lóc cửa mở khóa tự động từ xe nhé. Sàn là sàn nỉ nè. Đó, chị coi là sàn Matiz 206 là sàn nỉ nguyên bản của xe. Chất đóng cửa đây. Mua về là chỉ việc sử dụng. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. 4 vỏ nè, mới như nhau nè. Anh chị có 4 vỏ nè. Đó, chị thấy vỏ mới chưa? Mâm là mâm đúc nè. Làm ở trong nè, không có một tí bùn mọt đâu nha. Tắp bi nè, trước kính bấm sau đầu quay tay, đây là những cái vân gai trên phần tắp bi nè, còn nguyên rin luôn nè anh chị ạ. Đó, có chất xe gia đình đó. Đây là những sóng lường nè, không có dấu hiệu tông qua cứng đục trên con xe nhé. Đây là phần tắp bi nè, tắp bi bên tài nè. Đây là cái núm chỉnh gương của nguyên rim nè. Đây trải nghiệm cùng với Trần Anh phần nội thất nhé. Đề nhẹ phát nổ rồi anh chị coi nè. Trợ lực lái nè. Rất là nhạy nha, ngồi một chỗ xoay vô lăng nhé. Cái này nó kêu kẹt kẹt là nó kè giữa cái vỏ với cái nền xi măng anh chị nha, không ảnh hưởng. Đây nè, máy lạnh là mở phải có lạnh rồi nè, ưu tiên nè. Mọi thứ chức năng là trên đồng hồ nè, không có xíu lỗi lầm nè, hạ thắng tay nè. Kéo thắng tay lên là báo cửa vẫn còn nguyên bản nè anh chị coi nè. Báo cửa anh chị nhìn nhá. Đó, anh chị thấy chưa, báo cửa cũng vẫn còn nguyên bản mở cửa nè, đó. Rin lắm. Đây là chiếc xe gia đình. Không có dịch vụ anh chị nha, đây là vô lăng nè, anh chị coi những cái vân gai trên vô lăng nè. Là còn nguyên rin luôn nè. Đèn còi nè,
biểu tượng của Daegu nè, máy lạnh đây, mở phát lạnh ngắt rồi nha anh chị nha, có máy lạnh rồi nha. Để em test luôn cái phần máy cho anh chị nè, máy nổ êm ái cực kỳ luôn, con số là nguyên pin hết nè, đó chỉ con số chưa, từ cái bao da cần số nè, kẹt tăng thuốc, tẩu sạc, rin nguyên luôn, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Ghế ở trong rất là sạch sẽ nè, đó chất đóng cửa đó, có body hết toàn diện anh chị nha. Đóng nắp capo không nghe tiếng máy luôn. Đây là bình dầu trời lực viên rin nè, không có một dấu tích là cứng đụng luôn. Đây là sóng xương sóng dằn trước nè anh chị coi nè. Đó là nguyên bản, dập nguyên bản tới nhà sản xuất nhá. Hai bên đẹp như nhau là keo chỉ nè anh chị coi nè. Đây là phần keo chỉ rin nè, trên nắp capo nè, không có dấu hiệu là tác động tông que nhá. Đó xem kỹ cho Trần Anh đi. Tôn cực kỳ là mỏng luôn anh chị ạ. Tôn mỏng lắm, máy nè, máy móc thì nổ rất là êm ái. Xe này Trần Anh cũng đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn diện hết rồi anh chị nha. Đây nè, đây là cổ ghe nè anh chị ạ. Trần Anh sẽ test phần máy cho anh chị coi nha. Máy đang hoạt động nè. Chất mùi. Xe này không có xíu đồ hơi nè, chị coi nè. Đó, để máy móc không cực kỳ khô ráo luôn. Không có một tí gọi là đồ hơi nhá. Máy êm lắm, mua về chạy thôi chị ạ. Đó, chị có cục máy nè. Nảy cách nhiệt nè. Hòa phí ở trong phần thân máy nè. Còn nguyên rin luôn. Đó, chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh nhé. Đây là phần gầm bề nè, Trần Anh quay phần gầm bề cho anh chị coi nè. Đây nè. Đó, chị thích phần gầm bề không? Phần gầm bề của em nó nè. Không có một xíu là mục ngọt anh chị nhé. Đó, phần gầm đó. Phần gầm là mới tinh. Không có một chỗ nào mục đâu. Trợ lực lái rất là nhẹ. Cốp sau là mở, phải có mở nè. Trang bị lóc cửa rồi anh chị ạ. Đây nè. Đó chị thấy không? Đầy đủ hết trên con xe rồi. Đồng sơn đẹp lắm, chữ Matiz, chữ nổi của Matiz nè, là còn nguyên rim nhá. Đó chị thấy chữ Matiz không? Đây là chữ Daegu nè. Cốp sau nè, mở nhẹ phát à. Hỗ trợ là hai tiêu nhúng tiêu lực, phía sau là chủ nhà là dán cách âm hết toàn diện rồi. Đó chị thấy chưa? Chủ nhà nè, kết hợp người ta là dán một cái lớp da ở trong nè. Đây là lớp da nè. Không có một xíu mục mọt đâu anh chị nha. Anh chị nào thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Ôi chè, hai tiêu nhúng nó hơi bị mạnh. Đấy. 49A15481 nha. Xe chính chủ ký giấy ok. Đó, chị thấy chiếc xe đẹp không? Chiếc xe mà Trần Anh luôn luôn mang lại cho anh chị đó. Đó là những chiếc xe đẹp nha. Sàn nỉ hết nguyên rim theo xe luôn. Xe này xe rin không có một xíu đồ chế đâu nha anh chị nha.
Có ghế là ghế nỉ mà còn màu xanh cái này là anh chị biết rồi nha. Ghế mà người ta ngồi nhiều á là nó bẹt hết mấy cái lông này đi nha. Và đây nè, còn nguyên zin hết luôn. Keo chỉ trong nách là không mất phần nào luôn nè, anh chị coi nè. Không có dấu tích là cứng đụng luôn. Đẹp lắm. Đây nè, lót sàn nè. Sàn sàn đẩy nguyên bản. Đó, anh chị thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô. Nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Số sàn hộp cấp số 5 cấp số nha. Máy xăng anh chị ạ. À, tiết kiệm nhiên liệu, mang lại hiệu quả cao cho bà con cô bác, đến với tay người tiêu dùng nhé. Có một đường nữa cho anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.